Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thảo Dân. Và liên tục chương trình là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 24 Trương Văn Trường thuộc đơn vị xã Thạnh Phước với 8 câu giang nam, 2 câu giọng cổ, câu 5, câu 6 trong bài Thăng Long Điểm Hẹn sáng tác Phan Thanh Dân. Thí sinh chuẩn bị Trần Chí Trung. Thank you.
Đêm sáng trăng sao mình bước bên nhau trên đường phố nhỏ, thời gian ơi xin chậm chậm lại. Đường phố mấy ba dài tìm đôi bước cho tôi ngắm hết vẻ đẹp nên thơ mà bấy lâu mơ ước mong chờ. Chuyện tình yêu nồng nàn có thể tăng lắm nở quá mà khổ đương trong đầy. Đó là chuyện tình yêu này, biết em đâu phải độc thân, sao giờ cũng thương mắt thêm tình. Yeah.